chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rose. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc băng đô tam giác như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len canxi, và ở đây thì các bạn cần phải có một cuộn len canxi như thế này. Và kim móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Thì bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và tạo một vòng tròn ma thuật cho mình. Thì để tạo được vòng tròn ma thuật, trước hết đó là các bạn sẽ để hai ngón tay song song với nhau như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng len và quấn quanh hai ngón tay này một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ rồi thì các bạn sẽ lấy phần lỗ này ra khỏi hai ngón tay. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào phần lỗ này, kéo len qua. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ nhất. Và để móc vòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào vòng tròn này và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép cùng một vòng tròn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì tiếp tục đâm vào vòng tròn này và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép cùng một vòng tròn. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì đâm vào phần lỗ và móc lên cho mình một mũi móc kép nữa. Và như vậy là các bạn đã móc xong vòng thứ nhất rồi. Và để cho cái hình tròn này trở nên khép kín thì các bạn sẽ cầm cái sợi len ở ngoài cùng này, sau đó thì các bạn sẽ kéo lại cho thật chặt. Và như vậy là các bạn đã có được một hình tam giác nhỏ như thế này rồi. Thì để hình tam giác này to dần qua các vòng thì bắt đầu từ vòng thứ hai này trở đi, các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Sau đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép cùng một phần lỗ. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp tục đâm vào phần lỗ thứ hai này, móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép cùng một lỗ, và khoảng cách giữa 3 mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào phần lỗ thứ ba, cũng chính là phần lỗ cuối cùng, và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép cùng một lỗ. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp theo đó là đâm vào chân mũi móc xích thứ ba, tính từ dưới tính lên là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo liền qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong vòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ ba. Thì ở vòng thứ ba các bạn lại tiếp tục tăng mũi cho mình. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là đến phần lỗ thứ nhất và phần lỗ thứ hai thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa 3 mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích. Sau đó các bạn lại tiếp tục móc lên cho mình 1 mũi móc xích. Và đâm vào phần lỗ thứ ba này, móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa 3 mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Tiếp theo nữa các bạn lại móc lên cho mình 1 mũi móc xích. Sau đó với phần lỗ thứ tư và phần lỗ thứ năm, mỗi một phần lỗ các bạn sẽ đâm vào và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép cùng một phần lỗ, và khoảng cách giữa 3 mũi móc kép với nhau đó là 1 mũi móc xích.
Tiếp theo nữa các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích. Xỏ thì đâm vào chân mũi móc xích thứ ba, tính từ dưới tính lên là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Như vậy là các bạn đã móc xong vòng thứ ba rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ tư, và bắt đầu từ vòng thứ tư này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là đối với cái phần lỗ nằm ở mũi cạnh thì các bạn sẽ đâm vào và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép cùng một lỗ, và khoảng cách giữa 3 mũi móc kép với nhau đó là một mũi móc xích. Còn đối với phần lỗ nằm ở chính giữa cũng chính là điểm giao nhau của hai cạnh thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép cùng một lỗ, và khoảng cách giữa 3 mũi móc kép với nhau đó là 3 mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết vòng thứ 20. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 20 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 20 rồi thì các bạn đã móc xong phần băng đô. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Thì bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua tạo hai phần dây cột cho mình. Thì để tạo được hai phần dây cột, trước hết đó là mình sẽ gọi phần đầu nằm ở phía bên tay trái là phần đầu thứ nhất, tiếp tục phía bên tay phải là phần đầu thứ hai. Thì bước đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần dây cột thứ nhất nằm ở phần đầu thứ nhất nha. Và để móc phần dây cột thứ nhất, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau khi mà các bạn đã gài được mũi đầu tiên rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng nằm ở vòng thứ 20 thuộc phần đầu thứ nhất. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên này qua chân mũi cuối cùng này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gài lên cho mình tổng cộng là 65 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ cho mình 65 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là đến phần dây cột thứ hai thì các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần dây cột thứ nhất mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên, sau thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi móc xích thứ ba trong tổng số 5 mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên ở vòng thứ 20 á. Sau thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên này qua chân mũi móc xích thứ ba này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình 65 mũi móc xích tương tự giống như là phần dây cột thứ nhất mình đã hướng dẫn. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ cho mình 65 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Sau thì bỏ qua cho mình chân mũi đầu tiên, đâm vào chân mũi thứ hai là nằm ở đây, kéo lên qua và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết chân mũi cuối cùng của phần dây cột thứ hai thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến cuối vòng rồi thì các bạn đã móc xong phần dây cột thứ hai. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần viền cho băng đô. Thì để móc được phần viền, trước hết đó là các bạn cần phải xác định được chân mũi. Và để xác định được chân mũi thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên ở phần băng đô. Thì một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần đầu của móc kép, và chân mũi kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa của móc kép. Và như vậy ở chân mũi đầu tiên thì các bạn sẽ đâm vào phần đầu của móc kép và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục là đến chân mũi nằm ở phần giữa, các bạn sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc đơn kế tiếp. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi nằm ở phần giữa và phần đầu và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết phần đầu thứ nhất là nằm ở đây, thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Tiếp theo đó là đến phần dây cột thứ nhất có tổng cộng là 65 mũi móc xích, thì các bạn sẽ đâm vào 65 chân mũi này và móc đủ cho mình 65 mũi móc đơn. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của phần dây cột thứ nhất thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong phần dây cột thứ nhất, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại. Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc băng đô, và cụ thể cách làm sẽ là như sau.
Ok, sau khi mà các bạn đã khâu xong những đoạn len bị thừa rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc băng đô tam giác như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn nút like. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc nút đăng ký để đón xem được những video về hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.